Bây giờ mày Rồi, ấy chạy video chưa? rồi. Hai, chào cả các bạn. Hôm nay chào mừng các bạn đến với một cái ngôi chùa cổ ở làng Phú Mỹ, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định các bạn. Hôm nay đoàn chúng tôi sẽ dẫn các bạn đến tham quan một cái cây chùa. Ở đây nó mang đậm một cái dấu lịch sử, là một cái biểu tượng của xã Phú Mỹ. Rồi, bây giờ tôi mời các bạn đến tham quan toàn cảnh ngôi chùa. Nhỏ rồi sợ tối á. À, chúng ta sẽ tiến sâu vào chánh điện của ngôi chùa các bạn. Các bạn nhìn thấy nó xung quanh cái chùa đây là nó đang sở hữu một cái kiến trúc cất cất cổ và xa xưa các bạn. Đi được thì mới đi ngày năm. Đi đi đâu hồi nãy có đi lại đi, đi đâu cũng được. Em bay ra năm lễ Phật đi. Dạ, chúng ta tiến sâu vào chánh điện nghe các bạn. Đây là ngôi chùa có kiến trúc lối kiến trúc rất cổ thời xa xưa. Và đây là tòa tháp nằm bên cạnh chùa. Khuôn viên cực kỳ rộng. Là nước đồng với mà để phát kia quay 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 dùm mới đăng đăng lên YouTube. Chúng ta cùng tiến sâu cho chánh điện các bạn. Bà hỏi về quay cái chôm chôm mà 400 lượt xem luôn. Vậy hả? Dữ à. Quay năm kìa, quay vòng vòng vòng. Không có vòng vòng với cái chuồng quay đó được rồi. Được mà. Thái lát lên núi rồi. Chùa An Hòa chị. Thank you.
phần con 18 người là hán chẳng ạ.